dạ thương, cho nên tôi thấy có đường, cho nên tôi mới xin vô đây để tôi thăm bằng khoa. Chúc các chiến sĩ một buổi tối thật nhiều niềm vui, và đặc biệt là mùa xuân mới, các chiến sĩ bộ đội biên phòng của chúng ta thân yêu nhất, chúng tôi đã vượt hàng ngàn cây số về đây được mong gỡ gặp lại các đồng chí. Và cái điều mà tâm huyết nhất của tôi đó, hiện nay tôi cũng lớn rồi, nhưng mà tôi thấy các đồng chí cũng yêu đồng chí quá. Tôi nói nó đòn không để tôi ở lại đây cho đồng chí vài tháng nữa, cứ cho phép dẫn ra. Tôi cũng có gia đình, nhưng mà tôi cũng có người yêu. Thì cái thời tôi yêu đó, thì cái thời tôi còn trẻ. Thì như các đồng chí trẻ giờ cũng có quá trình yêu đương mà. Nhưng mà sau đó cô này cũng chơi tôi nghèo, cô bỏ đi lấy chồng. Cho nên bây giờ cô gặp tôi, cô làm ngơ, không nói tiếng nào hết trơn. Không thì dần dày hát để nhớ cái kỷ niệm mà tặng những ai có cái hoàn cảnh này đó, thì nhớ giùm tôi, nhớ kỷ niệm cái tình yêu đó nha. Tôi hát bài gặp nhau làm ngơ. Canh giữ biển trời tổ quốc, đó là điều tôi rất hạnh diện sung sướng đó. Được ôm các đồng chí trong tay, đó là niềm hạnh phúc hôm nay. Tôi đến đây hôm nay tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mệt, rất mệt nhưng vui quá. Các đồng chí ơi, cho tôi tâm sự, cho tôi ca bài nữa được không? Cảm ơn đồng chí, diễn cho anh hát bài nữa nha em. Cảm ơn. Dạ thưa anh nữa, vì tôi là người miền Nam, tôi muốn trở về cái cội nguồn của người miền Nam. Tôi mang cái văn hóa của miền Nam đến gần quý vị vài câu giọng cổ để quý vị nghe được không ạ? Vỗ tay đi. Nhiều tình yêu, những hy vọng cho cuộc sống, cho gia đình, cho bản thân, cho bạn hữu, và đặc biệt cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tôi yêu các bạn và tôi muốn gửi đến các bạn bài hát dòng cổ
cho chính tôi và những tác giả đó đã cùng nhau viết. Đây là bài nhạc cổ tôi có trên sóng truyền hình HTV trong những mùa xuân tới. Kính thưa quý vị, bài hát này nó là bài tân cổ giao duyên được mang tên Cánh Thuyền Đầu Xuân. Xin trân trọng kính gửi đến các đồng chí và tất cả các bạn thân yêu. Xin mời các bạn bắt đầu. Từng ánh mắt trong ngàn ngày lặp những